Tiếp theo ta đến với thủ thuật hiển thị đối tượng với màu sắc. Xóa thuật toán bề mặt, các đối tượng hình học mặc định có màu đỏ ở Rhino. Ta sẽ gán màu đỏ cho các vòng cung ngắn, màu xanh cho vòng cung dài và màu tím cho các vòng cung trung bình. Đầu tiên ta ẩn các vòng cung đi vì ta sẽ tạo các vòng cung mới. Nhấp phải chọn Review để ẩn các vòng cung. Ẩn các điểm chưa? Chỉ để lại hai đường cong. Tham số đầu ra về cho chúng ta dãy thông tin của 29 cặp vòng cung. Dùng Component Length để trích xuất thông tin độ dài của các cặp vòng cung. Thiết lập tham số B vào tham số C. Tham số L chứa thông tin độ dài. Có thể dùng công cụ Panel ở tab Program trong Panel Input để hiển thị trực quan các giá trị từ tham số L. Thiết lập tham số L cho công cụ Panel, hệ thống sẽ liệt kê độ dài 29 vòng cung. Các giá trị sẽ cập nhật liên tục khi ta tác động vào các giá trị đầu vào, kể cả từ Rhino. Các vòng cung ngắn nhất là từ 14, dài nhất từ 45. Ta thiết lập theo cách thủ công để hiểu nguyên lý dòng dữ liệu làm việc. Nếu vòng cung có độ dài từ 10 trở xuống, chúng sẽ có màu đỏ. Nếu vòng cung có độ dài từ 50 trở lên, chúng sẽ có màu xanh. Còn các vòng cung có độ dài trên 10, dưới 50, sẽ có màu tím. Dùng công cụ Gradient để gán màu cho các vòng cung theo từng giá trị độ dài. Thành Gradient có 3 tham số đầu vào. Tham số L0, nhập các giá trị nhỏ nhất ở cực trái. Tham số L1, nhập các giá trị lớn nhất ở cực phải. Tham số T nhập các giá trị của đối tượng hình học cần thiết lập màu. Nếu ta thiết lập giá trị 10 cho tham số L0 và 50 cho tham số L1. Nếu giá trị tham số T bằng 10, các đối tượng có màu nằm ở cực trái. Nếu giá trị tham số T bằng 50, các đối tượng có màu nằm ở cực phải. Các đối tượng có màu trong phổ khi giá trị độ dài trên 10, dưới 50. Thiết lập tham số T cho tham số L. Ta vừa thiết lập màu cho các vòng cung dựa vào độ dài của chúng. Mỗi điểm trong phổ gradient đều có màu độc lập. Hệ thống sẽ hiển thị các mã màu cho mỗi vòng cung. Ta có thể xem qua công cụ panel các mã hệ RGB, Red, Green, Blue. Để hiển thị các vòng cung đã được gán màu theo độ dài, ta dùng Component Custom Preview. Trong tab Vector, ở panel Color, tham số G thiết lập cho các đối tượng hình học và tham số S thiết lập các thông số vật liệu mặc định hiển thị đối tượng màu hồng. Ta thiết lập tham số S cho đầu ra của thành gradient. Ta có màu hồng cho các vòng cung ngắn và đỏ đậm cho các vòng cung dài. Thiết lập màu đỏ cho cực trái và màu xanh cho cực phải của thành. Các vòng cung mang màu khác nhau theo độ dài của chúng. Ta di chuyển đường cong thì các màu sắc sẽ thay đổi. Với công cụ Gradient, ta có thể khảo sát dữ liệu thông qua màu sắc và hình học 3 chiều. Trong ví dụ này, ta khảo sát giá trị độ dài của các vòng cung. Với công cụ Panel, ta khảo sát dữ liệu qua các con số. Hơn nữa, ta còn có thể tính toán đo đạc và hiển thị văn bản 3 chiều. Kết thúc bài 6. Retroactive.